Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Hôm nay thì em có về được cái nồi đẩy này, tổng cộng có 6 con máy 2 kênh, một trong những dòng thương hiệu rất nổi tiếng của Italy. Model là LA600. Cũng rất lâu rồi thì em mới có về được cái dòng đẩy Engo này. Ngày trước thì cũng có cả loa nữa, anh em mà đang sử dụng dòng loa này thì nếu ghép cùng với đẩy này thì không khác gì cậu với mợ luôn, hay lắm. Bình thường những dòng loa Engo này thì cái giá hàng bãi nó cũng đã rất là đắt rồi. Con này thì đẩy 2 kênh. Ở bên thị trường Việt Nam mình thì cũng có đơn vị phân phối. Giá mới nó đâu đấy nó rơi tầm 22 triệu một con các bạn. Một mức giá phải nói là cũng khá là nhiều tiền. Dòng đẩy này thì nó chạy mạch class H. Đó. Với sò thì là sò trường là GVK, tổng cộng cả bù áp là 24 con. Tí nữa em sẽ quay cả nội thất máy cho các bác xem. Nhìn về cái ngoại thất thì các bác nhìn này, rất là đẹp nha. Đó. Đẹp xuất sắc luôn. Hàng đã qua sử dụng mà nó còn đẹp như này thì mình vụ bán mức giá cũng rất là rẻ các bác nhé. Có hơn 4 triệu thôi. Đây. Máy bên trong thì đây, tháo đã cũng chưa có vệ sinh thổi bụi cả. Nó chỉ có một chút bụi thôi. Rất đẹp. Với công suất là 600W một kênh các bạn. 600W một kênh ở chế độ 8 ohm. Còn ở chế độ 4 ohm của nó là 900W. Đánh ở chế độ 2 ohm là 1110W. Đấy là chế độ 2 ohm. Còn đánh ở chế độ Bride, Bride là 1600W. Ở chế độ 8 ohm. Còn 4 ohm của nó là 2000W. Đó. Và đằng sau đây các bác nhá. Còn nguyên mãi masonry luôn. Đằng sau thì có đường link, đường input đầu vào. Chế độ đánh Sitte, Paranel và Bride dồn kênh. Có cả cầu new trick và cầu bật bằng tay luôn. Lô này thì rất đẹp nhá. Con nào thì cũng còn nguyên, không có bị gãy cái cực cầu nào cả, như mới luôn. Em có cả dòng loa này nhưng mà cái thương hiệu là thương hiệu khác, nó cũng cùng với lại hãng này luôn, cùng với kiểu máy này luôn. Cái loại này thì chất âm mộc nó đã hay, rất là hay các bác nhá. Chất âm mộc của nó cũng cực kỳ là hay luôn. Độ nhảy đầu vào của nó có 3 chế độ như mọi người nhé, và giải tần bát của con này đánh rất là sâu, từ 20 hẹt đến 180 hẹt. Còn giải check của nó là từ 130 hẹt đến 20.000 các bác nhé, đến 20.000. Giải rất là rộng nhé, cân nặng nó tầm 20 cân một một máy nhé các bác nhé. Giải tần là 60 hẹt. Giá thì em cũng xin thông báo luôn là 4.600.000 giá tại cửa hàng các bác nhé, 4.600. Máy thì rất là đẹp. Đây, anh em nhìn này, ngay những công tắc của nó này. Công tắc ở đây nó có đèn nha. Có mặt hiển thị báo nhiệt độ, báo volume điều chỉnh. Đấy, volume đây thì chiếc áp của nó, chiếc áp bi nha mọi người nha. Màn hình LCD. Và con này thì nó có mạch bảo vệ quá nhiệt, quá tải và chập cháy, là nó có mạch tự ngắt hết các bác nhá. Đấy, dòng này thì quá ok rồi, nguyên bản rất đẹp. Em quay trời hơi tối một tí nhìn nó không được nét. Bình thường con này nhìn ngoài đẹp lắm các bác. 4.600.000 là giá chưa bao gồm phí ship các bác nhá, giá mới là 22 triệu. Rồi em xin chào tất cả các bác.